Hello anh em và chào mừng quý bạn đã đến với Taiga Channel. Nhiều bạn thì vẫn hỏi là mình sao mặt anh dâm như thế mà anh vẫn lấy được vợ. Rồi địa chỉ làm đẹp của anh ở đâu, các thứ. Hôm nay thì Taiga sẽ giới thiệu với các bạn một địa chỉ siêu to khổng lồ. Tuy là bí mật mà ai cũng biết, đó chính là 30 size. Vậy thì tại sao 30 size thu hút được lượng khách lớn đến như vậy? Cùng mình tìm hiểu xem nhá. 10 lý do 30 size trở thành thiên đường làm đẹp của phái mạnh. Mười, nhiều cơ sở thuận tiện cho việc đi lại của bạn. Xem nào, đây là địa chỉ 30 size ở Trần Quốc Hoàn. Và nếu anh em để ý thì 30 size nào cũng nằm ngay ở mặt đường lớn, vô cùng thuận tiện việc tìm địa chỉ và đi lại của bạn. Hơn thế nữa thì bãi để xe rất là thoải mái, anh em muốn đi ô tô hay là xe máy đều được cả. Nhiều quán cắt tóc rất là tốt, tuy nhiên địa chỉ lại loằng ngoằng khó tìm, đã thế chỗ để xe còn không có nữa, phải gửi tạm nhà khác. Vừa mất thêm tiền gửi, lại vừa tốn thời gian, thì tội thì không đến 30 size cho nó rộng rãi, thảnh thơi cơ chứ, đúng không nào? 9. Đặt lịch thuận tiện, không phải chờ đợi. Ngoài ra, việc đặt lịch cắt tóc trước cũng vô cùng thuận tiện. Anh em sẽ không phải phí công chờ đợi như những cửa hiệu cắt tóc truyền thống. Chỉ bao gồm 3 bước rất là đơn giản. Chọn salon gần mình nhất, chọn stylist và giờ bạn rảnh rỗi để vác đầu đi gọt. Cuối cùng là đã thành công rồi, quá là đơn giản luôn đúng không nào? Và quan trọng nhất, 30 size đã có app trên điện thoại. Anh em nhớ download về để xem được lịch sử cắt tóc của mình và những xu hướng tóc mới nhất nhé. 8. Đến là đẹp trai. Taiga thì cũng đã có một buổi trải nghiệm cắt tóc ở 30 size, cùng xem mình đã thay đổi như thế nào nhé. Và đảm bảo đã đến 30 size là đẹp trai. Không tin à? Cùng xem mình biến hình. Nhân viên siêu thân thiện. Nếu anh em chưa biết thì đến 30 size vào phát là sẽ có người đón tiếp ngay. Mà nhân viên không những xinh trai đẹp gái, còn siêu thân thiện nữa. Đúng là mất tiền mua dịch vụ nó phải khác, phải gọi là cực phê luôn, cứ quắn quèo hết các người đây này. 6. Được massage free. Nếu như những hàng cắt tóc nam thông thường chỉ cắt, nhuộm, tạo kiểu, thì tại 30 size bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ massage miễn phí, vừa phê lại vừa sướng. 5. Chăm sóc da mặt công nghệ cao. Chưa hết, 30 size còn được đánh giá như một spa thu nhỏ khi có thêm dịch vụ chăm sóc da mặt công nghệ cao. Với phương châm đến là đẹp trai, thì việc vừa được làm tóc, tiện, tút tát luôn da mặt, thì nhan sắc chắc chắn lên level max luôn đấy chứ. Quá là tuyệt đi mà. 4. Tư vấn tạo kiểu tóc. Không những được trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời, bạn còn được các stylist chuyên nghiệp tư vấn và hướng dẫn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt cũng như ngoại hình của bạn nhất. Đảm bảo không ưng không lấy tiền. Em cũng đang muốn anh tư vấn cho em một chút, vì tóc em thật sự là nó xoăn, trong nó sơ, nó lại cứng nữa. Mà trước giờ thì em chưa được tư vấn chuyên nghiệp lần nào cả. Hôm nay đến 30 size thì muốn làm sao mà có được một kiểu đầu thật đẹp trai về để vợ được khen. Đấy, anh xem cái kiểu nào. Dạ vâng. 3. Được bảo hành tóc. 30 size thì đưa ra những cam kết mà không ở đâu có. 7 ngày sửa tóc miễn phí, 3 ngày đổi trả mỹ phẩm miễn phí và giảm 20% nếu khách hàng đợi lâu. 2. Cập nhật những xu hướng tóc nam mới nhất. Rất nhiều người nổi tiếng thì đã tin tưởng vào 30 size,
Chính vì thế salon tóc này luôn cập nhật những xu hướng tóc nam mới nhất, đảm bảo sẽ khiến những khách hàng khó tính nhất cũng phải cực cực hài lòng. Quá là đông khách. Quả thật là đến 13 size bạn muốn tìm một chỗ ngồi cũng khó. Hãy đặt lịch ngay hôm nay và trải nghiệm dịch vụ siêu tuyệt vời nơi đây nhé. Còn bây giờ, cùng ta ra phỏng vấn một vị khách của 30 size. Dạ vâng, em đến 30 size là được bạn bè em giới thiệu. Và em quyết định là một lần đến 30 size để thử trải nghiệm các dịch vụ ở đây. Và em thấy thực sự nó rất là tốt ạ. Em thấy các anh chị ở đây rất là tận tình ạ. Đến các anh stylist tư vấn rất là nhiệt tình cho em. Như là các chị skinner rất là xinh đẹp ạ. Và video đến đây thì cũng là hết mất rồi. Đàn ông hiện đại giờ muốn chăm sóc ngoại hình thì chỉ có 30 size là thiên đường. Ngoại hình cực kỳ quan trọng với cánh mày râu chúng ta, đúng không nào? Đừng quên like và share video này nếu bạn thích. Và đến 30 size để trải nghiệm ngay lập tức xem có đúng những gì Taka nói không nhá. Chân thành cảm ơn anh em.